Chào quý anh chị nhé, tôi là Tính, tôi đang tá tại Mitsubishi Điện Tranh Sài Gòn. Tháng 9 này thì Mitsubishi Việt Nam tung ra chương trình khuyến mãi cực kỳ tốt luôn anh chị, dành cho dòng X4 phiên bản Premium, tức là phiên bản mà em đang quay cho anh chị đây. Đây là phiên bản mà tàu hồi mới ra mắt tầm tháng 3, tháng 4, tháng 5 là luôn là phiên bản bán chạy nhất tại Việt Nam mình. Và ngày hôm nay Mitsubishi Việt Nam tung thêm cái chương trình khuyến mãi dành cho phiên bản này, thì em nghĩ rằng trong tháng 9 anh chị sẽ mua cái dòng Premium sẽ rất nhiều. Đối với dòng Premium của X4 thì tháng này nhà máy Mitsubishi Việt Nam đã hỗ trợ cho anh chị giảm 50% trước bạ, tương đương là 34 triệu đồng trừ thẳng vào giá, tức là lấy giá niêm yết 608 trừ đi 34 triệu. Ngoài ra anh chị sẽ được thêm một cái phiếu nhiên liệu trị giá là 15 triệu. Và 15 triệu đấy nếu mà anh chị không lấy tiền mặt thì có thể quy đổi thành cái camera 360 độ tại đại lý em Mitsubishi Trường Chinh. Đó. Và ngoài ra anh chị còn được những cái hỗ trợ khác đến từ đại lý em nữa nha. Thì em sẽ tóm tắt lại cho anh chị để anh chị dễ hiểu nè. Là đối với anh chị mua trong tháng 9 này và với phiên bản X4 Premium, anh chị sẽ được khuyến mãi 34 triệu đồng tiền mặt, tương đương 50% trước bạ, và kèm theo 15 triệu tiền mặt hoặc là đổi 15 triệu tiền mặt lấy camera 360. Đó là những cái lựa chọn cho anh chị khi anh chị mua trong tháng 9 này. Cực kỳ tốt anh chị ha. Tất cả các màu đều đồng giá. Nó sẽ có các màu như sau nè anh chị: màu trắng, màu đen, màu vàng, màu xám và màu đỏ. Đấy, bản Premium là phiên bản mà có nhiều màu sắc nhất luôn anh chị. Và bây giờ xe nó nhiều lắm, anh chị cứ đặt hàng đi tầm khoảng 10 ngày là em có thể giao xe được rồi. Phiên bản này là bây giờ 680 mà anh chị trừ đi 30 mấy triệu rồi tính lăn bánh thuế phí thì giá nó hợp lý hơn trước đây rất nhiều. Và đây là thời điểm cực kỳ hợp lý để cho anh chị xuống tiền với phiên bản này. Đây là phiên bản mà được đánh giá rất là cao bởi vì giá nó hợp lý, trang bị thì nó rất là ok luôn anh chị, còn vận hành rồi về trải nghiệm trên xe đó, ngoài cái dàn âm thanh ra thì còn lại là nó giống như phiên bản cao luôn đó anh chị. Thì anh chị có thể ghé bên em để xem xe nhé, và anh chị cần thì em có thể mang xe qua cho anh chị trải nghiệm lái thử luôn. Bên em có 3 xe lái thử dành cho 3 phiên bản: bản Ultimate, bản Premium và bản Acid. Thì bản Ultimate rồi bản Premium chạy chả khác nhau cái gì anh. Cái khác nhau là con Ultimate nó có dàn âm thanh hay hơn, anh chị sẽ được nghe trên dàn âm thanh Yamaha, nó sẽ ok hơn và nó có thêm cái cốp điện nó tiện hơn. Còn về vận hành cách âm là giống nhau anh chị. Nhưng mà trang bị thì bản Ultimate sẽ nhiều hơn, nó sẽ nhiều hơn ở cái dàn loa Yamaha và có thêm cái hệ thống ADAS và cốp điện, còn lại giống hệt đó. Và tất cả xe đều được hỗ trợ vay tới tỷ lệ 85% giá trị xe, tất cả tỉnh thành em đều bán được. Anh chị quan tâm alo cho em nhé, bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn cặn kẽ cho anh chị và có thể mang xe đến trực tiếp tại nhà cho mình hỗ trợ mình lái thử tận nơi. Và nếu như anh chị có xe cũ muốn lên đời thì bên em có sẵn sàng thu mua và lên đời cho anh chị luôn đó. Tất cả mọi thứ em có thể hỗ trợ tận nhà cho anh chị. Đây em sẽ đi một vòng cho anh chị xem. Đây là nguyên zin cái xe, em chỉ mới tháo bọc ni lông ra nha anh chị. Ghế da nguyên bản, tuy khi có 6 cái. Vô lăng thì nhìn rất là đẹp anh chị ha. Bọc da, có ga tự động. Hai cái màn ở đây em không có chìa khóa nha. Hai cái màn hình rất là đẹp, màn hình kỹ thuật số. Và màn hình ở đây cũng là cảm ứng. Rất là to luôn anh chị, đầy đủ tính năng luôn anh chị. Rồi bản này có sạc không dây, điều hòa 2 vùng, có lọc khí Nano X, hộp số CVT, cần số bọc da, đề start top, 4 chế độ lái, phanh điện tử, auto hold. Phần trên này làm bằng vải nè anh chị. Đó, rất là nịnh tay luôn. Rồi gương chống chói tự động và nhiều tính năng hay ho nữa. Ở đây nè, chị thấy có cái tam giác, đây là cảnh báo điểm mù cho anh chị. Đó. Rồi thêm cái điểm ăn tiền nữa là hạng 2 nè, vô địch trong phân khúc. Nếu xét về cái độ rộng rãi và thoải mái thì hạng ghế 2 của X4 là số 1. Nó có độ ngã tốt nhất, nó rộng rãi nhất. Và cái không gian trong xe này á, là rộng rãi và thoáng đãng nhất trong phân khúc này luôn anh chị. Ngoài ra nó có cổng chó phía sau, có cổng sạc điện thoại, có các hộc để đồ đầy đủ hết. Độ rộng rãi của chân, của đầu đều rất rộng, có bệ tỳ tay. Và nếu anh chị có trẻ em, ta đặt trên cái nôi trẻ em có thể gá vào đây. Đó, hạng 2 con này là vô địch phân khúc. Không có con xe nào có cái hạng 2 thoải mái hơn X4 đâu anh chị. Ngoài ra nữa, nó có một cái cốp rất là to. Ồ, bị lóc rồi anh chị. Cốp của này rất rộng luôn. Một bộ mâm 18 inch nhìn rất là lực. 4 cái phanh đĩa gầm 222mm, cao nhất phân khúc. Và bán kính quay vòng rất là nhỏ. Xe thì rộng nhưng mà bán kính quay vòng lại nhỏ anh chị. Rồi các công nghệ khác như là đèn tự động, gạt mưa tự động, đèn ban ngày LED, và đèn nó là công nghệ LED hết anh chị, LED projector này.
rồi có cả đèn sương mù LED bên dưới. Nó chỉ thiếu camera 360 thôi. Và các cái phụ kiện cơ bản thì bên em tặng rồi. Với camera 360 thì trong quà tặng là giảm 50% trước bạ, kèm theo một cái phiếu nhiên liệu 15 triệu. Và phiếu nhiên liệu đó anh chị có thể đổi thành camera 360 tại đại lý em luôn. Đấy, tức là được giảm 50% trước bạ, được tặng thêm camera 360 và thêm những cái phụ kiện khác. Ưu đãi rất rất nhiều luôn. Các màu đều đồng giá như nhau anh chị. Trắng, đen, đỏ, vàng hoặc là màu xám đều như nhau hết. Anh chị lấy màu nào giá cũng như thế, hỗ trợ cũng như nhau hết. Ngân hàng hay là tiền mặt thì giá nó cũng như vậy. Nhưng mà ngân hàng thì tụi em liên kết ngân hàng hỗ trợ cho anh chị. Đấy, anh chị cần hỗ trợ gì thêm, cần tư vấn chi tiết hơn, sâu sắc hơn, cần một mức giá tốt nhất, alo cho em nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.